嘿，哦，cuối cùng cũng đã xâm nhập vô được cái ngôi nhà này. Ôi sao nhà này dễ vô bé, không khóa cửa ấy luôn. Ôi trời, mày nè. Wait, what? Ha, tới cái cửa chính của nó còn không khóa. Ok, bây giờ mình sẽ vô nè. Hey, có người đang ngủ. Ok, phải chậm rãi thôi. Có giường. Trời ơi, tiền nhiều đây. Cà này ngon rồi. Bây giờ mình phải trốn lại không là nó thấy nữa. Ây da. Hi 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 hi. Bây giờ mình phải bay lên này. Let's go baby. Sáng rồi. Ok. Khoan đã. Tại sao cửa mình lại không khóa trời. À, quên mất. Ngày hôm qua mình mệt quá, mình ngủ cái mình quên khóa cửa luôn. Đống tiền mà mình dành dụm đâu rồi. Nani. Có một bức thư gì ăn cướp gì đây. Cái tội ngu ngủ mà không khóa cửa. Trời đất ơi, bay ơi. Ta nói rồi xong. Vậy là tối hôm qua mình ngủ mà mình không khóa cửa, để cho cái thằng ăn trộm nó vô nó lấy không hay luôn trời. Rồi xong. Vậy là mất luôn tiền mua PC của mình rồi các bạn ơi. Được lắm. Cái thằng này được lắm. Bây giờ mình phải làm sao giờ ta. Bây giờ mình cay quá trời luôn rồi. À, hay là chúng ta trở thành một siêu anh hùng nhờ. Nhưng mà mình nghĩ là đối với cơ thể ốm yếu như thế này chúng ta không thể trở thành được đâu. Với lại mình cũng đâu có quen biết gì ông Tony Stark đâu. Trời ơi. Giờ không còn gì trong nhà. Chắc phải ra ngoài hít thở không khí tí rồi. Trời ơi. Mới đầu tháng ra mà bị lấy hết tiền rồi. Thiệt quá đáng lắm luôn. Ăn trộm kìa. Trời ơi, ai giúp tôi với. Ăn trộm mấy viên kẹo của tôi kìa. Hả, ăn trộm nó. À, thằng quỷ này đúng không. Cái tên kìa. Bày nè. Ăn trộm kẹo nè. Nè, ăn trộm kẹo nè. Thằng quỷ, ăn trộm hả mày. Ăn trộm. Trời. Nè. Mình đã lên là giờ đâu bị gì vậy. Nè. Đúc. Mày ăn trộm hả mày. Hình như mình vừa mới giúp người phải không ta. Mình có tố chất của một xuyên hùng đó chứ. Thôi nhưng mà mình làm vậy chắc cũng đâu ai thấy đâu. Mệt quá. Nói với anh bạn là không ai thấy hả. Xin chào anh bạn, xin tự giới thiệu. Tôi là Tony Stark đây. Chắc là cậu cũng biết tôi là ai rồi. Nãy giờ tôi cũng thấy cậu đã bắt được cái tên cướp đó rồi. Tôi thấy cậu có một tiềm năng, có một xuyên hùng. Được rồi, bây giờ hãy vô nhà đi. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu để giúp cậu có việc làm. Cái gì? Tony Stark đây sao? Wow, đây là nhà của ông nè. Wow. Trời ơi, đúng là đại gia có khác. Trời ơi, may quá các bạn ơi, mình đã gặp được ông Tony Stark. Nãy giờ ông thấy mình bắt cướp rồi. Trời ơi, mình có tiềm năng mà. Ok. Được rồi, thưa ông Tony Stark. Thế thì bây giờ chúng ta có thể vô nhà chứ. Được rồi, đi vô nào. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu một số mẫu vũ khí của tôi. Theo tôi thấy thì nhà con có vẻ là không giống một xuyên hùng lắm nha. Cứ bình tĩnh đi anh bạn. Được rồi, bây giờ đi theo tôi nào. Xin giới thiệu với cậu, đây chính là phòng làm việc bí mật của tôi. Đây, bây giờ thì cậu hãy quan sát đi và hãy trải nghiệm từng cái món đồ trong này, và sau đó tôi sẽ cho cậu mặc thử những bộ đồ xuyên hồn mà tôi đã làm ra. Wow, đây là phòng. Trời, không ngờ nó hoành tráng như vậy luôn này. À, mình biết cái máy làm việc của Batman nè. Còn cái máy gì đây? What? À, còn đây là cái máy để chúng ta chế tạo ra
những cái vũ khí mới nè. Hình như là ngài Tony Stark đang chế tạo một bộ giáp mới hay sao. Chúng ta thấy một cái bộ đầu người sắt ở đây. Mình nghĩ, mình biết đây chính là cái máy để đo sức mạnh. Wow. Còn cái gương ở đây nữa. Wow. Gương ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 4 bộ đồ xuyên nó không sao. Không biết là mình có thể lựa được một bộ không nhỉ? Thoải mái đi bạn, hãy lựa một bộ đồ mà anh thích. What? Thật sao? Được rồi. Thế thì bây giờ mình sẽ lựa bộ của Iron Man nhỉ? Ok, chúng ta sẽ mặc vào. Bây giờ mình đổi hết cái nón nữa. Wow. Yes. Bây giờ mình đã bây giờ mình đã mặc bộ đồ của Iron Man vô nè. Mình thấy là nó hơi nặng thì phải, nhưng mà ok, không sao. Sao chúng ta đã biến thành một siêu hùng rồi, được rồi. Để mình coi màn hình phía trước coi. Màn hình nhìn rất là đỉnh luôn. Có thông số các kiểu nè. Không biết là bây giờ nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là nên làm gì bây giờ hả ngài Tony Stark? Khẩn cấp, có một vụ đánh bom ở thành phố San Andreas. Ngài Tony Stark hãy tới đó nhanh đi. Cái gì? Một vụ đánh bom ở thành phố San Andreas sao? Ý, ngài Tony Stark ơi, ngài hãy tới đó nhanh đi. Không, đây chính là nhiệm vụ của đầu tiên của cậu. Hãy tới thành phố San Andreas và thực hiện nhiệm vụ giải cứu người dân. Và sau đó là tiêu diệt hết những con quái vật ở đó đi. Nhanh đi, không kịp nữa đâu. What? Nhiệm vụ của mình sao? Ok, không sao. Chúng ta sẽ mặc bộ đồ này vô. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi đây. Nhưng mà mình vẫn chưa biết cách sử dụng bộ giáp này như thế nào nữa. Ra đường nào bây giờ. Ra lại đường này đi. Wow. Mình có thể bay cao này. Wow, thật là thú vị. Mình sẽ thử một số chức năng trong cái bộ giáp này. Mình có thể bay này. Đúng là bộ giáp của Iron Man có khác. Ta có thể bay mà không cần phải làm gì hết. Và hạ cánh nữa. Hạ cánh. Wow, nhìn cũng có phong cách nữa. Trong đây chúng ta còn có thể chạy nhanh nữa nè. Không chạy nhanh lắm nhưng mà chúng ta có thể bay. Mình đang thắc mắc là cái nút bắn tên lửa của chúng ta ở đâu nhỉ? What the hell, mình vừa mới bắn ngay cái tòa nhà. Đâu mình thử lại nữa. Mình vừa bắn ngay cái tòa nhà này thiệt nè. Chúng ta có thể thấy là sức mạnh ngay cái phần bên ngay cái phần bên phải của chúng ta nó bị giảm đi. Ok, chúng ta chỉ còn 80% thôi. Bây giờ mình phải tới lẹ cái thành phố San Andreas để giải cứu người dân ở đó nữa. Nhớ nào. Bay nãy giờ, bây giờ mình tới mình chỉ còn 70% năng lượng. Thì ra là tụi nó dưới đây. Được rồi. Bây giờ mình sẽ xuống thử coi tụi nó đánh mình đâu. Ôi trời ơi. Mình mới xuống rồi mà tụi nó đã tập trung đông như thế này rồi. Wow. Các bạn cũng có thể thấy là tụi nó đã phá hủy cái thành phố chúng ta như thế nào. Nhìn này giống như một cái quán cà phê hay lớp học nhỉ. Wow, nhìn đường đi kìa. Đây là trường học mà. Tên này thiệt tình, trường học cũng không tha nữa. Ôi, thành phố nè. Nó đập sau mà thấy cống luôn nè. Wow, nhìn nó buồn, mình cũng phải nguy hiểm thật. Tấn công từ xa, mình sẽ đứng thử trên này. Được rồi, bây giờ mình sẽ quăng tên lửa xuống. Mình quăng như vậy mà chỉ có một tên chết sao. Được rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ tập trung nó đông lại. Là đây. Wow, hay lắm. Nhưng mà bây giờ mình chỉ còn 40% năng lượng thôi. Không là có thể sử dụng đủ không ạ? Không được rồi. Mình phải tập trung nó đông lại một tí nữa. What's up boy? Trời, đánh đâu ấy. Được rồi, nó sẽ đứng ở đây. Chết tiệt, chỉ còn 20% thôi. Chúng ta phải biết tận dụng.
Được rồi, chúng ta sẽ tập trung mấy con này lại. Mình sẽ tập trung thêm con này vô. Ê ê ê ê ê ê ê ê. Rồi. Ôi trời. Thế năng lượng. May thật, năng lượng nó có thể nạp lại này. Nếu đã thế, bây giờ mình sẽ tiêu diệt hết tất cả lũ zombie đây. Nổ hả vậy? Ok. Để coi là còn, vẫn còn một con nè. Chưa chết luôn ạ. Chưa chết nè. Được rồi. Vậy là bây giờ chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên. Wow. Hoàn thành rồi. Nhiệm vụ của chúng ta, trời. Mày nhện nè. Ok, nói chung là mấy con này là chỉ là một phần thôi. Nó ở trong bù đây nè. Bù đông nè. Nè nè. Ôi trời. Ôi wow 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 wow. Ok, nói chung là bây giờ chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của ngài Tony Stark đã giao cho. Và ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại cho Kyren và siêu anh hùng Iron Man và ngài Tony Stark một nút like, share và subscribe. Bây giờ thì chúng ta phải chuẩn bị để cho kế hoạch tiếp theo. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc tập này tại đây và hẹn gặp lại. Bye.